đây á là cây hoa mồng gà đỏ Duy Phụng. Cái hoa này á thì có nhiều tên gọi khác nhau như hoa màu gà, mồng gà, kê công hoa, kê quanh hoa, cốt tử hoa. Cây á thì sống dai và cao khoảng từ 30 cho tới 45 cm, có thể là nó cao hơn nữa. Thân hình của cây thì thẳng đứng và có cái phiến lá là hình bầu dục với cái màu xanh xám pha đỏ. Cụm hoa thì xòe ra ở ngọn thành hình đẽ quạt. Đây nè, cái hoa ở đây ha. À, cái này giống cái mồng gà hả? Dạ, trong nó giống như là cái màu gà trống vậy đó. À, trên đây coi coi. Cái phần ở trên này nó lớn ghê ha. Cái này ở trên ngọn nè. Cái màu gà nó lớn. Rồi các hoa thì tạo thành một phần hình trụ ở phía dưới có màu đỏ. Đâu đâu hình trụ đâu. Đây. Đây chứ. Đây cái hình nè, để riêng ra cho coi nha. Đây là một cái hình trụ. Rồi. Hoa thì có khá là nhiều màu. Đỏ nè, vàng, cam, hồng nữa. À có cả màu hồng nữa hả? Hồi Tết mẹ chỉ thấy cái màu vàng với cái màu đỏ không à? Theo thông tin thì cây hoa này nó có cả màu cam và hồng nữa. À. Cái loại hoa này mình dễ trồng không à? Cái loại hoa này thì nó rất là dễ trồng. Nhưng mà muốn có hoa to thì mình phải tỉa bớt cái mầm non mọc ở nách lá nè. Và các hoa phụ nữa. Ở nách lá là như mấy cái này đây chắc. À. Và mấy cái hoa phụ luôn. Thêm một thông tin thú vị nữa là cái hoa mồng gà này á thì xuất xứ là từ Hà Lan. À, của Hà Lan chứ không phải của Việt Nam mình hả? Dạ, nó của Hà Lan. Để điền dầm cho các bạn xem nha. Nè, các bạn xem. Đẹp, rất là đẹp. Cái nhiệt độ nó làm sao con ha? Nó thích ở nhiệt độ cao hay là nhiệt độ hậu? Ủa, nhiệt độ lạnh, tại ở Hà Lan mà. Dạ, cái loại cây này á, thì nó ưa nóng, không có thích lạnh. Cho nên á, là cái nhiệt độ khí hậu ở Việt Nam mình rất là phù hợp với cây. À, vậy hả? Đẹp, nó đẹp quá ha. Cái màu nó đỏ rực luôn, bởi vì người ta nói hôm mua nó nói là hoa mồng gà lửa hay gọi là hoa mồng gà Duy Phụng đó. Rồi cách trồng sao à? Dạ, cách trồng á thì bây giờ mình đợi cho cây hoa này già thì nó sẽ cho ra cái hạt màu đen. Lúc đó thì mình sẽ đem cái hạt này mình gieo lại thì nó sẽ mọc lên cây mới. Còn về đất á, thì hoa này nó lại không có kén đất trồng. Mình trồng ở đất bình thường gì cũng được. Nhưng mà nhớ là nên bón thêm phân hữu cơ mỗi ngày. Để làm chi vậy? Không phải. Mình nhớ là nên bón thêm phân hữu cơ và mỗi ngày á là phải tưới nước cho cây từ 1 đến 2 lần. Hết hồn, tưởng đâu là bón phân hữu cơ hàng ngày mà nó dễ trồng. Vậy là thỉnh thoảng thì bón phân hữu cơ. Còn rồi. Tưới nước á, thì mỗi một ngày á, là tưới 1 hoặc 2 lần. Mà vào buổi nào à? Mình tưới thì là vào sáng sớm hoặc là chiều tối. À, sáng sớm hoặc chiều tối. Rồi còn thông tin gì thêm nữa không? À, còn một thông tin nữa. Đó là cây khi được 35 ngày tuổi thì nên là bóng ngọn
để tạo điều kiện cho cái chợ nó phát triển. Cái cây mình trồng sau khoảng từ 60 đến 65 ngày thì sẽ nở hoa ra. À, 60 tới 65 ngày thì cây sẽ nở hoa ra phải không? Các bạn nhớ nha, 35 ngày thì bắt đầu chúng ta bấm cái đọt để cho cái cây hoa nó phát triển, cho nó bung xòe ra nó bự như thế này. Và nhớ là cây hoa này thì trồng khoảng 60 đến 65 ngày thì cây hoa nó sẽ cho ra hoa. Các bạn thấy không? Rất là đẹp ha. Đẹp. Hồi Tết á mình mua cây hoa này nè. Mình thấy nó đẹp quá mình mua. Mình đem về rồi mình tìm hiểu. Rồi hôm nay á, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Mình sẽ cho các bạn xem ha. Mình trưng từ hôm 29 Tết tới nay nè. Mà cây hoa còn đẹp hết, rất đẹp luôn rồi. Cái màu bên này. Mình đi cho các bạn xem một vòng ha. À, mình đưa lên cho các bạn xem. Cái thông tin cái phần ở trên thì đã thông tin rồi cho các bạn ha. Các bạn thấy không? Nó giống như một cái đuôi phụng, rất là đẹp. Nó có cái hình rẽ quạt. Và cái thân nó là cái thân, cái bông nó là cái hình trụ ha. Tại sao người ta kêu hình trụ là nó đi từ ở dưới này nó xòe ra lên trên cái nó nhỏ lại. Màu là màu đỏ rực. Cho nên gọi là màu màu lửa, màu đỏ lửa. Còn ở đây là giống như một cái, ở trên này giống như một cái mồng của con gà trống vậy đó. Đây, cái này là cái tách nhỏ, còn cái lớn ở trên nè. Để mình cho các bạn xem nha. Cái lớn ở trên nè. Ở bên này màu nó mình qua bên đây rồi. Do cái ánh sáng á. Bạn xem ha. Bên này không mấy bên này. Đây. Đây các bạn xem ha. Rất là đẹp. Đẹp lắm các bạn. Mình không biết cái phong thủy như thế nào, nhưng mà Tết thì chân cái này để trước cửa nhà thì rất là vui mắt. Nhìn cái màu nó rất là đẹp. Nó cũng thấy nó cũng hay hay. Đây các bạn xem ha. Mình cứ tưởng đâu của Việt Nam không à. Tại vì nghe nó mồng gà mình tưởng của Việt Nam không à, mình không biết. Đó, cái cây mồng gà này là nó xuất xứ từ Hà Lan. Chứ không phải là của Việt Nam. Rồi hình như mẹ nghe có một cái thông tin nữa là cái mồng gà này nó thích hợp trồng vào mùa hè. Tuy là nói quanh năm nhưng mà đến mùa hè là khí hậu nóng nó sẽ cho ra hoa rất là đẹp. Người ta có thể cắt cái nhánh này nè, để người ta trưng vô trong cái bình hoa nè, điểm thêm cho nó đẹp nữa nè. Còn mình ở đây thì không làm chuyện đó đâu, mình để nguyên cái cây này cho nó đẹp. Bạn xem hàng Tết nay mình mua tới hai cây, lẫn đằng kia một cây nữa kìa. Đó. Rất là đẹp nha. Mình thích lắm. Để mình đi lại đây cho các bạn xem cây này ha. Hai cây là tương đối bằng nhau luôn. Đó. Cái này là thân hình nè, cao từ cái này chắc khoảng 45 á. 45 50 cm lận ha, chứ cái cây này nó cao to lắm. Bạn xem ha. Rất là đẹp. Cây này nó ra rất là nhiều cái màu nè. Cái màu gà nè. Cây này nhiều cái màu gà hơn cây ở bển.
Cái màu gà là cái màu của con gà trống đó các bạn. Các bạn xem. Ồ, cái cây này quá sang nhiều luôn, nó lên rồi nè. Đang xem nha, đẹp quá, rất đẹp luôn. Cây bên này đẹp hơn cây bên kia. Rồi, cái phần chia sẻ về cái cây hoa mồng gà đuôi phụng của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu các bạn thích thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nha. Tạm biệt các bạn. Nhớ subscribe để ủng hộ cái kênh Cần Thơ Tôi Yêu nha.